Vâng, Đỗ Sinh xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi đã về đến triển lãm sinh vật cảnh huyện Hải Hậu. Ở đây là kỳ triển lãm lần thứ tư năm 2023. Tôi nhớ là cách đây đúng 5 năm, triển lãm lần thứ 3 năm 2018, tôi cũng về đây tham dự để làm chương trình. Lần này anh Trần Văn Trung cũng đã có một cái cú điện thoại trân trọng mời bác Sinh về với sinh vật cảnh huyện Hải Hậu, về với triển lãm lần thứ tư được diễn ra sau 5 năm. Đó là cái nhiệm kỳ mà các anh đề ra, cứ 5 năm một lần tổ chức lớn, quy mô cấp huyện. Nói về huyện Hải Hậu thì chúng ta đã biết rồi, Nam Định nói chung và Hải Hậu nói riêng là những cái làng nghề sản xuất hoa cây cảnh rất là phát triển, trong đó không thể bỏ qua được những tác phẩm cây cảnh nghệ thuật với cái giá trị rất lớn đã đến với mọi vùng miền đất nước chúng ta từ quê hương Hải Hậu, Nam Định. Mời các bạn chúng ta cùng nhau vào tham quan cái không gian chung của cái buổi triển lãm sinh vật cảnh Hải Hậu lần thứ tư. Vâng, đây là nơi tiếp đón đại biểu và quý khách về tham quan triển lãm. Vâng, xin chào anh Trần Anh Trung. Vâng. Vâng. Anh, chào anh đã về làm những thước phim cho anh em sinh cảnh Hải Hậu. Những năm trước 2030 kỷ niệm 50 năm 18. Đúng rồi. 2018 tôi đã về đây rồi. Ngày thành lập huyện Hải Hậu. 5 năm về trước. Và đúng đợt rồi. Này chúng tôi cũng kỷ niệm 103 năm ngày thành lập huyện Hải Hậu. Vâng. Sinh cảnh ở đây là có trưng bày để làm kỷ niệm. Rồi, cảm ơn anh Trung. Những ngày thành lập huyện, vâng, hội sinh cảnh có triển lãm, anh về đây cũng giúp cho những thước phim để cho tất cả anh em yêu thích sinh cảnh trên cả nước được biết đến Hải Hậu yêu dấu. Vâng. Vâng, chúng ta vừa giao lưu với anh Trung, chủ tịch hội sinh vật cảnh huyện Hải Hậu, cũng là trưởng ban tổ chức triển lãm lần thứ tư kỷ niệm 35 năm ngày thành lập huyện Hải Hậu. Lần trước là kỷ niệm 30 năm thì Đỗ Sinh cũng được rất là vinh dự được các anh mời về. Với cái buổi giao lưu có 3 ngày tại Hải Hậu thì tôi đã làm hết được cái chương trình triển lãm và đi thăm một số những cái gia đình tiêu biểu. Đó là những gia đình nghệ nhân sinh vật cảnh của Hội Sinh vật cảnh Việt Nam và nghệ nhân của Hội Sinh vật cảnh tỉnh Nam Định các anh đã giới thiệu. Qua hình ảnh chung hôm nay thì Đỗ Sinh sẽ đưa cái toàn cảnh của triển lãm và đến thăm một số những cái tác phẩm có cái giá trị nghệ thuật rất cao. Vâng, chưa ngồi uống nước với các anh ban tổ chức được, tôi bật ống kính để làm luôn một cuốn video mang tính chất giới thiệu mở đầu cho triển lãm Hải Hậu đợt này. Mời các bạn chúng ta cùng Đỗ Sinh giao lưu và chia sẻ, thưởng thức những nét đẹp của cây cảnh nghệ thuật tại Hải Hậu ngày hôm nay. Bây giờ là 2 giờ chiều ngày 26 tháng 8 2023. Trước ống kính tôi đó là một tác phẩm xanh. Đây là một cây xanh long. Và cụ thể là cây song long long hóa rồi, tức là không còn tán đĩa nữa mà đã xé tán thành những cái tán tản vân rất đẹp. Và cái tuổi đời của cây xanh thì chúng ta được biết qua cái màu sắc của thời gian, những cái dấu ấn để lại, những cái rêu phong. Đó là một cây xanh cũng khá là cao tuổi. Rất tuyệt vời. Và tổng thể của một cây xanh thì đây là một cây dáng lão. Được biến từ, thực ra là trước kia là một dáng long, và sau khi đã phá cách để trở thành một cái dáng lão như thế này. Cái vết mà ở cái chỗ tay này chính là cái vết của cái tay một trước, mà chính bây giờ đang là một cái cây tử treo. Và bây giờ chủ nhân đã
đặt tên nó là cây xanh dáng lão. Vâng, và tác phẩm xanh có tên là Lão Thọ Sinh Châu của nhà vườn Đức Nguyễn, đến từ xã Hải Lý, Hải Hậu, Nam Định. Đây là số điện thoại của nhà vườn Đức Nguyễn: 0973 047 999. Và tôi đang nói tiếp với các bác, để có một lão thọ sinh châu thì nhà vườn Đức Nguyễn đã chuyển từ một cây xanh giáng long với cái độ lắc thân rất là dẻo, rất là đẹp như thế này. Khi gửa ống kính lên nằm ở dưới tán lá cây xanh thì chúng ta đã thấy là cái độ mỏng tán, chia đều tán, thoáng tán, những cái dăm chi đưa ra rất là đều và cân đối. Và chất lá của cây xanh thì phải nói là đẹp tuyệt vời luôn. Đấy. Quá đẹp luôn thật. Tôi đã đi lần xung quanh để chúng ta cảm nhận được cái bệ. Nếu cái bệ này mà bây giờ đang có một cái trận mưa buông nước xuống thì cái màu đỏ của da, của vỏ cây xanh nó sẽ nổi lên, nổi cộn lên, nhìn rất là đẳng cấp luôn. Và phải nói cái đường xoáy và cái đưa ra đón những cái tay đón bông tán, phải nói là quá đẹp nhỉ. Và cây xanh mang mã số 138. Và tôi lùi ra xa một lần nữa để anh em chúng ta được thưởng thức trọn vẹn bóng dáng của Lão Thọ Sinh Châu. Vâng, nói về Lão Thọ Sinh Châu, tôi lại ngắm cái bể mà nhà vườn Đức Nguyễn đã đưa lên. Đấy. Chào bác Lỗ Sinh. Vâng, xin chào anh nhé. Giới thiệu với bác Lỗ Sinh, đây là cây não của nhà vườn Nguyễn Đức. Vâng. Và rồi cơ sở đảo chậu chúng cháu là kết hợp với lại nghệ nhân Nguyễn Văn Trung ở xã Hải Đường là tạo tác đắp để thay cho bác Đức tham gia cái triển lãm kỷ niệm 135 năm triển lãm Hải Hậu. Tức là cái chậu này là của cơ sở gia đình nhà anh sản xuất à? Tuyệt vời quá nhỉ. Thì trong cái triển lãm tôi đang nói đến cái chậu, tôi khen cái chậu rất đẹp đây này. Vâng. Thì cái chậu này chúng cháu cũng tạo tác theo nối bể cổ. Vâng. Đây là chữ công thức của bể cổ, để vì đây là chữ tâm này. Vâng. Cuốn thư trong đó là chữ tâm. Vâng. Thế còn phía dưới được gắn một cái đĩa cổ. Vâng. Đấy, xung quanh là đắp họa tiết hoa vân, là đắp tay hết chứ anh? Đắp tay hết. Thế mới tuyệt vời ạ. Vâng. Vâng. Hai bên là hai cây tùng này, ở giữa là cuốn thư này. Vâng. Đấy, bên này một cái đĩa này. Thế và cái dạ ở dưới. Cái dạ này làm đúng là dạ chân quỳ mà như là một cái sập luôn. Rất đẹp. Đấy. Và chúng ta đi lần quanh qua cái chậu để xem những cái họa tiết hoa vân của bốn phía xem nào. Xem cái nước tay nghề của cái cơ sở làm chậu ở dưới Hải Đường anh. Hải Đường. Vâng. 616 Hải Đường. Vâng. Anh có cái xưởng sản xuất chậu này thì có hàng tháng, hàng năm có xuất được nhiều không anh? Gia đình cháu thì hiện tại là có một cái xưởng là duy trì lúc nào cũng 10 công nhân. Chung làm hết công suất và phục vụ các nhà vườn ở khắp toàn quốc. Được rồi. Vậy thì có khi là trong dịp này về với triển lãm tôi sẽ ghé qua thăm cái phân xưởng chậu của anh tí nhỉ? Vâng, nói chung là trân trọng mời bác ghé thăm cơ sở. Thì tham dự cái triển lãm Hải Hậu năm nay thì chúng cháu cũng mang đến đây một số cái sản phẩm để trưng bày. Thế à? Tức là có đem cả sản phẩm đến? Vâng. Anh trưng bày ở khu nào anh? Thì đây là phía tay phải này là chúng cháu đang trưng bày một gian hàng ở đây. Đây trước kìa. Vâng. Tôi đến tôi xem này. Vâng.
Ở đây chắc anh có số điện thoại của cả, có cả cái banner của cơ sở sản xuất chứ? Vâng ạ. Đây chỗ này anh bày 4 cái à? Vâng. 3 cái thì chiều cao hơn, 3 cái hình như là bằng nhau. À không, là... cái này rộng nhất. Chúng cháu chỉ mang đến đây là một số mẫu tiêu biểu. Và phân xưởng thì sản xuất rất nhiều kích thước. Đẹp thì quá. À đây anh có cả ấy đây rồi. Đây ạ, đây là cái logo. À logo của xưởng anh đây à? Hải hậu, thân thiện, mến khách. Cái gì đây? Đảo Chậu à? Vâng ạ. Đảo Chậu tức là có nghĩa gì? Tức là cháu tên là Đảo, chuyên sản xuất chậu cảnh. À. Cho nên là lấy cái tên thương hiệu là Đảo Chậu. Đỗ Sinh thì cứ tưởng là kiểu như Đảo Phú Quốc á. À, tôi tưởng là các anh làm một cái trên một cái hồ, cái ao mà phân xưởng chậu ở giữa hồ nó như là hòn đảo. Thì lấy cái à, thế là anh này, tên này, là Đảo. Vâng. Anh là cái gì? Họ tên gì? Đảo. Nguyễn Hải Đảo. Nguyễn Hải Đảo. Ấy rồi ôi, thế đúng cái tên tôi vừa mới gợi ý đến. Vâng. Tức là Hải Đảo. Vâng. Hải Đảo biên giới. Vâng. À, thân thiện mến khách Đảo Chậu này, chuyên sản xuất bể cảnh chất lượng cao. Xóm 16, Hải Đường, Hải Hậu, Nam Định. Đây là số điện thoại. Vâng. Vâng. Rồi. Cảm ơn anh, chúc mừng anh có một cái phân xưởng làm chậu mang nhãn hiệu là Đảo Chậu. Cũng rất là tuyệt vời, bởi vì qua cái nước chậu của anh mà một cái cây xanh cổ có tên là Lão Thọ Sinh Châu của nhà vườn Nguyễn Đức đã sử dụng cái chậu của anh Đảo Chậu. Rồi, tôi đi từ cái chậu này là chậu lớn nhất đúng không anh? Chậu này là cao 27, rộng 120 và dài 160. Thì cái chậu này được giá khoảng bao nhiêu tiền anh? Chậu này giá thành hiện tại bây giờ là 4 triệu. Vâng, để tôi lùi ra xem cái chậu của anh 4 triệu. Đấy. Với cái kích thước như thế này mà chúng ta sử dụng những cái chậu Huế thì đắt lắm. Thì nhiều tiền, đúng không anh? Vâng. Đấy, nhưng mà đây là chậu của quê hương Hải Hậu chúng ta đây. Nhà anh có chơi cây nhiều không? Cháu thì cũng chơi cây tương đối vừa vừa vậy. Nhưng rồi. Mà anh chỉ sướng hơn mọi người khác là chơi cây không phải mua chậu. Vâng. Đúng không? Vâng. Và đây là cái nhỏ hơn tiếp theo. À, cao 28, rộng 100 thôi và dài 140. Thì là cái này thì bao tiền? Cái này là giá là 3 triệu 500 nghìn. Vâng, kích thước nhỏ hơn mà. Rồi, tuyệt vời. Và tiếp đến cái này thì là cao 25, rộng 90 thôi và dài 130. Thì giá bao nhiêu anh? Cái này cả một bộ sập này nữa là giá thành là 4 triệu đồng. 4 triệu. À cái này hơn cái kia là có cái sập. Vâng. Rồi, bên này là chỉ có cái đun thôi. Vâng. Rồi. Đấy, thêm cái sập thì nhìn nó có vẻ sang trọng hơn. Nó như cái nó có gọi là cái kỷ. Rồi. Tuyệt vời. Đấy. Mà nhìn cái làm nghe sắc nét nhỉ. Này. Vuông vắn sắc nét ghê nhỉ. Đẹp ấy. Thế còn cái bên này là cái nhỏ nhất. Bên này là kích thước cũng 90m3. À cũng bằng cái kia, bằng cái kia. Tái hiện lại cái màu sắc của cái bể cũ. Vì người ta chơi cây già là người ta lại cần bể cũ. Bể màu tối. Màu tối. Đúng rồi. Màu gần với cái thời gian của cái năm tháng trường tồn hơn. À, và thậm chí là người ta còn muốn nó lên rêu càng đẹp. Vâng. Anh ạ. Vâng. Đấy. Tuyệt vời rồi. Thế như cái này thì giá bao nhiêu anh? Bộ này giá cũng 4 triệu. Vâng, giá 4 triệu. Nhất trí. Tôi đã gửi xong cái thông điệp cho các bác cái cơ sở sản xuất chậu Đảo Chậu tại Hải Đường, Hải Hậu, Nam Định. Và cũng là vô tình khi tôi đang chia sẻ một tác phẩm của nhà vườn Nguyễn Đức thì anh lại có mặt. Đây là một cái ông chủ của cơ sở Đào Chậu. Có một cái chậu gắn với cái tác phẩm là Lão Thọ Sinh Châu đúng không? Vâng ạ. Rất là cảm ơn anh đã cho Đỗ Sinh biết được cái cơ sở này. Anh em chúng ta yêu cây trên cả nước mà có muốn sở hữu những cái chậu thì hãy đến với Đào Chậu. Sẽ cung cấp theo cái kích thước đặt hàng của chúng ta hoặc là những cái chậu đã có mẫu. Và đây là số điện thoại tôi đăng tải một lần nữa của cơ sở Đảo Chậu. Vâng, và trước khi kết thúc cuốn video đầu tiên khi Đỗ Sinh mới bước chân về với triển lãm Hải Hậu
lần thứ tư 2023. Tôi gửi đến hình ảnh của một cây xanh cổ có tên là Cửu Phúc Thập Toàn của nhà vườn Cảnh Nhôm. Đây là một cây xanh cổ mà có cái vóc dáng tầm nhỏ thôi, chứ chưa phải là những cây khủng. Với cái hình bệ và thân, thu thân rất là nhịp, với những cái tán nó biểu tượng. Xem đếm cho mấy tán, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tán. Vâng, tổng thể là 9 tán, gồm có 8 tán cành và 1 quả phúc là 9. Đây là số điện thoại của nhà vườn Cảnh Nhôm. Và với chương trình thời lượng cuốn video, tôi xin kết thúc cuốn video tại đây để chúng ta chuyển tiếp những cuốn sau. Mời các bạn tiếp tục đến với triển lãm Hải Hậu Nam Định 2023, được khai mạc ngày 28 tháng 8 2023. Xin mời các bạn tiếp tục theo dõi.